Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng 14 tháng 11, Thạc Quốc Kiện 16 tuổi, điều khiển xe máy băng kiểm soát 19-6026 chở theo Tăng Ngọc Hải 14 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, lưu thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng Nguyễn Thái Sơn đi Kha Vạn Cân. Khi đến giữa cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, xe máy tông vào lề cầu làm Thiện và Hải ngã xuống đường. Xe máy văng xa 5 mét, hư hỏng nặng. Hậu quả vụ tai nạn làm Thiện chết tại chỗ, còn Hải bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.